nay chúng ta sẽ đến với một bài tập mới, đó chính là summon. Thì bạn nào sợ summon thì chúng ta có thể ghép vào những hình xăm vào bức ảnh của chúng ta. Thì đến với bài tập này chúng ta cần một cái tattoo, tức nghĩa là hình xăm, và một cái hình body để khoe hình xăm. Thì hình tattoo là một nghệ thuật xăm, xăm vẽ hoặc là xăm lên người. Thì chúng ta có thể vào trang Google để tìm hình xăm. Chúng ta có thể gõ tattoo là tattoo vector hoặc là tattoo png, png để chúng ta ghép lên hình. Có thể dùng hình xăm màu hoặc là xăm trắng đen tùy ý các bạn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vào một trang web nào đó, ví dụ trang web này, để gõ tìm một cái hình nào đó tùy ý. Để gắn hình xăm lên. Rồi, ví dụ như mình có cái hình này. Sau đây mình sẽ xăm một cái hình xăm lên cái bóc tay của chàng diễn viên này. Hiện đây có hai hình xăm chuẩn bị sẵn, các bạn có thể dùng hình xăm màu cũng được, ví dụ như hình này. Thường thì chúng ta dùng hình trắng đen thì nó sẽ giống hơn. Để lấy được cái vùng hình xăm này thì chúng ta sẽ dùng cái Magic Wand Tool. Click vào cái vùng màu đen, black. Để lấy luôn những cái vùng lân cận thì chúng ta sẽ chọn Select Similar. Sau đó chúng ta Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, Bát ra. Ctrl T để hiệu chỉnh lại cho vừa đúng. Chúng ta có thể xoay cho phù hợp. Những cái vùng dư ra thì ở đây thì chúng ta có thể loại bỏ đi. Sau đó chúng ta chọn Multiline để cho cái viền trắng white nó sẽ mất đi, cái viền white, viền trắng nó sẽ mất đi. Sau đó opacity chúng ta sẽ giảm xuống cho nó thật hơn. Để hình xăm chúng, để hình xăm chúng cho nó sẽ thật hơn nữa thì cái những cái vùng bắp tay này nè, nó cần cái độ nhô, độ lồi lên hoặc là lõm vô thì chúng ta sẽ chỉnh lại. Chúng ta sẽ vào filter, liquify, Shift, Control, X. Ví dụ như vùng bắp tay này chúng ta sẽ cần lồi ra. Blot Tool. Picker Tool này nha, cho nó lõm vô đây. Ok. Đây bạn thấy cái vùng bắp tay phần này sẽ lồi ra. Với vài bước đơn giản thì chúng ta đã có được một cái hình xăm. Và chúng ta chọn cái mode là Multiline. Mode Layer là Multiline. Để chúng ta có được cái hình xăm. Hình xăm màu chúng ta cũng làm tương tự thôi. Ctrl C, Ctrl V và Multiline. Chúng ta lưu ý để có dạng 3D chúng ta sẽ cần Ctrl T để kéo những cái vùng nào nó sẽ rộng hơn hoặc là hẹp hơn,
để cho nó cảm giác 3D hơn, thật hơn. Với những bước đơn giản thế này thì chúng ta có thể tạo được cái hình xăm cho chúng ta rất là đơn giản. Những bạn không sợ đau thì chúng ta có thể xăm mình bằng Photoshop và post lên Facebook. Chúc các bạn thành công.